Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAC, chúng ta làm chỉ mất 10 giây thôi. Các em chú ý cho thầy phương pháp như sau. Là khi em muốn tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ đến mặt phẳng chứa đường cao, bài này đường cao chính là SA, thì chúng ta chỉ cần kể từ B vuông góc với cạnh đối diện. Cạnh đối diện chính là cạnh mà là giao tuyến của SAC với mặt đáy AC. Vì đây là tam giác đều, chúng ta chỉ cần nối đến trung điểm của AC là xong. Đây sẽ là khoảng cách cần tìm. Okay. Xác định rằng khoảng cách giữa C và mặt phẳng SAB là đoạn nào. Vẫn trong phương pháp thể dạy, các em chú ý mặt phẳng SAB là mặt phẳng chứa đường cao SA. Phương pháp vẫn là từ C, ta kẻ một đường nào đó vuông góc với cạnh đối diện của mặt phẳng SAB, thì mặt phẳng SAB có giao tuyến với mặt đáy là AB. Vậy thì từ C tôi kẻ đường nào đó vuông góc với AB là hình vuông, chắc chắn anh này sẽ vuông góc với cả AB. Các bạn kết luận luôn, khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB cần tìm chính là đoạn CB.